Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi tham quan khu vườn của anh Tâm, trồng cải làm dưa bán Tết các bạn. Đây giờ khoảng 20 ngày nữa là tới Tết các bạn. Cải này là vừa tới luôn các bạn. Anh Tâm đang đứng tưới cải các bạn. Rất là nhiều cải các bạn. Em trồng được mấy tháng rồi? Tháng chưa? Rồi, mình đi dài dài các bạn. 20 ngày không? Cải này chiết ra là được 20 ngày đó các bạn. 20 ngày được ba lớn rồi. Khoảng 20 ngày nữa gần gần Tết là nhổ bán các bạn. Là cải làm dưa. Đi dài đây. Giờ chưa có bắp nha bạn ơi. Trời ơi trời. Luôn cái đất cải bự giờ ba ơi. Đâu cái cải ngon không giờ nó làm gì. Trồng sao? Đó. Bà con nông dân mình trồng cải để chuẩn bị ra bán Tết nguyên đán mình đó nha các bạn. Đó, rất là nhiều. Mình thấy đám cải bự bên đó kìa, hồi mình lại mình coi. Rất đẹp các bạn. Này anh Tâm chiết ra lúc nhỏ xíu các bạn. Có một cây á, chiết ra được 20 ngày là được ba lớn rồi đó. Ôm lại đắm cái bự kìa. Rất là nhiều các bạn. Rồi đây được những cây cải bự các bạn trồng trước nữa. Có bắp rồi các bạn. Tết nguyên đán, Tết dân tộc Việt Nam của mình không thể thiếu những cái món ăn dưa cải làm dưa các bạn. Những cây cải làm dưa rồi chấm với thịt heo kho rượu các bạn. Ăn vô là rất là ngon. Trong những dịp Tết là không thể thiếu được cái món dưa cải các bạn. Cải bằng dưa. Đó. Đây là cải còn xanh tươi đang ở ngoài khu vườn. Tới gần gần Tết người ta đem vô người ta đi bán làm dưa các bạn để chấm những món ăn như là kho thịt heo kho rượu. Dễ ăn lắm các bạn, rất là ngon. Trồng thẳng hàng rất là đẹp nha các bạn. Em tới đây cũng có đám cải nhỏ các bạn ơi. Đám cải này chắc mới mới dầm. Mới chiết gà nó, những cây nhỏ xíu luôn.
nó có những cây nhỏ nha bạn, nó rất là tươi xanh tốt nha các bạn, không có sâu xì gì chứ. Ồ, bắp luôn các bạn, mình tình cờ mình cũng thấy anh Tâm trồng bắp luôn các bạn. Bắp này chuẩn bị bán Tết luôn các bạn. Người dân Việt Nam mình ưa dùng bắp trong những ngày Tết các bạn. Người ta nói là thường thường chắc ăn như bắp đó các bạn. Chứ đón giao thừa đầu cúng giao thừa cũng không thể thiếu bắp nha các bạn. Nhà nào cũng có cúng phải có bắp. Đó. Bắp này được bao nhiêu ngày rồi ta? Được gần tháng rồi. Bắp này ương ba lớn là được một tháng rồi đó các bạn. Tới Tết là có trái rồi đó. Nông dân miền Tây mình ương để thu hoạch ngay Tết để chuẩn bị bán các bạn. Đón giao thừa đâu đó các bạn. Rất là đẹp. Đó, các bạn thấy thường thường người ta nói chắc ăn như bắp đó các bạn. Cho nên người dân miền Tây mình trồng bắp để đón Tết, chuẩn bị Tết. Có những cây nhỏ cây bự nữa các bạn, cây nào tốt quá gì nó rất là bự. Vô đây bắp rất là tốt các bạn ơi, ngoài bắp không tốt không. Vườn bắp rất là tốt. Cây nào cây nấy chà bá không, xanh tươi. Đang mới tưới xong các bạn nên cây bắp ướt. Đó, cây chà bá luôn. Rồi đang tưới hú hoa luôn. Đó, tiếp tục mình gọi những đám cải khác nha các bạn. Ôi đám cải này rất là đẹp. Bắp bự bự rồi nha các bạn. Quá đẹp. Dòm thấy thèm luôn trời, nó tư. Ôi có con bụi bị sâu. Đó, còn những bụi khác rất là đẹp. Bụi này rất bự các bạn. Trồng rất là nhiều cải nha các bạn. Thấy bự không? Ừ. Yeah. Im ha, đẹp. Yeah. Tốt ha. Đưa xa không thấy chưa? Thấy. Đưa xa dập thấy im ha. Ừ, đẹp. Ồ, bên đây là cải xanh luôn các bạn. Đám cải xanh. Đâu ơi? Đây. Bên đây cải ngọt. Đủ thứ cỏ loại rau hết trơn các bạn.
kìa. Rồi, video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Nhớ bấm chia sẻ, đăng ký, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.